câu nói nhất quỷ nhị ma, thứ ba học trò quả chưa bao giờ sai. Các cô, các cậu học trò không chỉ nghịch ngợm khi vui chơi, giải trí mà còn biểu lộ cả sự bá đạo và lầy lội trong những giờ kiểm tra cân não. Mới đây, tài khoản Facebook có tên tờ Đờ A đã đăng tải trong trao cộng đồng bức ảnh ghi lại câu trả lời chất như nước cất của học sinh khi được hỏi hạnh phúc là gì, khiến ai nấy xôn xao. Cụ thể, cô giáo hỏi hạnh phúc là gì? Thì cậu học sinh găng lì ghi trên bảng đó chính là cưới được con cô. Đã thế, anh chàng đáng lĩnh này còn không quên thêm một hình trái tim ngọt ngào ở cuối thay cho dấu chấm câu khiến cả lớp cười cợt bò. Còn với câu hỏi muốn có được hạnh phúc thì phải làm gì? Cậu ta lại liệt kê những điều có vẻ hơi lạc đề, kiếm nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, ô tô, có tất cả nhưng thiếu em. Ơ này, cô hỏi phải làm thế nào cơ mà? Nhưng thôi, chẳng đi phân tích đúng hay sai nữa vì câu chốt có tất cả nhưng thiếu em lại một lần nữa khiến dân mạng cười cợt đau bụng. Trả lời có hai câu hỏi ngăn ngắn mà cậu học trò này khiến ai nấy được vài fan đau bụng. Hình ảnh này thế hệ đăng tải được X giờ đã thú vị tới hơn 18k lượt yêu mến và hàng nghìn lượt bình luận. Đa phần đều bật cười cợt vì câu trả lời vừa sáng tạo, vừa lạ mắt của cậu học sinh. Cưới được con cô. Chắc cô giáo xinh lắm. Và con cô giống cô thì thế hệ trả lời hạnh phúc là cưới được con cô. Tôi thì lại nghi nói nịnh vậy thôi. Thuyết âm mưu để được điểm cao đây mà. Cô chắc cũng phải vì cười cợt. Học giới hành. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Không như con thì kỳ này con đạt học sinh giỏi chắc rồi. Cô lại cho một điểm về chỗ. Cái tôi ca chớn ngang. Hạnh phúc là có tất cả nhưng thiếu em. Thật bá đạo ha ha. Cho luôn 10 điểm không phải xét nhiều. Nịnh con cô thế kia cơ mà. Định nghĩa của hạnh phúc nè. Hạnh phúc thật đơn giản. Thấy vô lý nhưng có vẻ thuyết thục. Trước đó, một câu trả lời của học sinh cũng bá đạo không soàn thú vị sự để ý của đông đảo dân mạng. Cụ thể, trong bài kiểm tra có một câu điền vào chỗ trống. Là người mẹ thứ hai của em. Đáng lẽ đáp án cho câu hỏi này phải là cô giáo, bởi nhà trường luôn được coi như mái nhà và còn thầy cô vẫn được ví là người mẹ thứ hai. Nhưng với tư duy hồn nhiên, em học sinh cấp 1 lại trả lời là vợ thứ hai của bố là người mẹ thứ hai của em. Có lẽ nằm mơ cô giáo cũng không tin được là học trò của mình lại đưa ra câu trả lời thật đến thế. Bài kiểm tra cùng câu trả lời khó đỡ sau khi được chia sẻ trên Facebook đã nhận được hơn 45.000 lượt like, 686 bình luận và hơn 1.200 lượt chia sẻ. Hay khi bị kiểm tra văn miêu tả con cháu mà lại không có ý tưởng gì, các em học sinh sẽ chống đối bằng câu trả lời bá đạo thế này, nhà em không có nuôi chó. Chừng nào nuôi chó thì em sẽ tả. Ngay thẳng trái nghĩa với lâu con tư duy này của các em học sinh kể cũng thuyết phục, thế nhưng lại sai quá sai khiến dân mạng cũng chỉ biết phì cười cợt. Để kể về những câu trả lời bá đạo của học sinh có lẽ còn dài. Thế hệ thấy các em học trò có trí tưởng tượng và sáng tạo vô cùng phong phú.